sáng ngày 21 tháng 9 tại trường mầm non Hải Âu Bay số 145, xẹt 8, đường Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận, hơn 10 gian hàng của các nhà vườn đến từ các tỉnh thành có mặt từ sớm để bày biện hàng hóa nông sản chào đón người dân Sài Gòn đến mua tại phiên chợ mùa thu. Dạ, em bán ở đây thì chủ yếu là những mặt sản, nông sản trong vườn, chủ yếu là bưởi và chôm chôm. Dạ, hình thức thì bán đông với lại một người mang theo túi hay là chai lọ đến thì mình sẽ đông vào cái túi của người mua. Rất là tốt luôn à, tại vì nó sẽ giảm thiểu được rác thải ra môi trường. Các nhà vườn đến với phiên chợ mùa thu chủ yếu để giao lưu, giới thiệu các loại nông sản vùng miền và mong muốn đem đến những bó rau, nải chuối tươi xanh, sạch đến người dân Sài Gòn. Thì mình đến từ vùng biển Phan Rang của tỉnh Ninh Thuận. Thì thật ra Phan Rang là một cái vùng biển nên là đến đây chỉ có những cái đặc sản đặc thù của gia đình và những cái sản vật của địa phương. Ví dụ như là nước mắm này. Nước mắm này là một cái nghề truyền thống của gia đình mình ba đời luôn. Thì mình làm cái nghề này là chính. Thì bên cạnh đó thì mình có đem đến đây những cái sản vật như là cá cơm. Vậy là con cá cơm than đỏ non của vùng biển Ninh Thuận. Nó xuất hiện vào cách đây một tháng nó có. Thì nhân dịp này mình cũng chế biến một ít và mình đem tới đây luôn. Rồi, ngoài ra thì mình có hạt điều. Hạt điều đây là hạt điều của đồng bào Rắc Lây, trồng ở rừng quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận. Thì cái hạt điều này nó đặc biệt, nó ngon hơn những cái dòng hạt điều khác mà bạn ăn, là cái độ ngọt, độ béo của nó rất là cao. Mình có được cái không gian để mà mình chơi với nhau là chính. Dạ. Và cái thứ hai là cái phiên chợ này nó có ý nghĩa là hướng tới cái người dùng giảm được cái bao bì chai lọ, dưới hình thức là tụi mình sẽ bán đông cho khách. Và cái thứ hai là muốn lan tỏa cái tinh thần đó là muốn khách hàng quay trở về với những cái sản phẩm tự nhiên, từ vườn trồng và những cái sản phẩm mà những cái sản vật của từng địa phương mà người ta đã có từ lâu đời, nhằm hỗ trợ và giúp cho người ta giữ được cái nghề cũng như là những cái sản vật đó. Những bó rau tươi xanh được nhà vườn bó bằng lá chuối, họ hạn chế sử dụng chất thải nhựa. Theo các nhà vườn, phiên chợ được tổ chức theo mùa, mỗi năm vài dịp, mùa nào thì thức ấy. Các bà nội trợ hay các bạn trẻ đều tỏ ra yêu thích phiên chợ này. Rất là háo hức, chị me, chị đi là sáng sớm chị đi liền, chị sợ đi trễ hết đồ. Vì mấy bạn ở đây là bán đồ sạch đó em, hữu cơ á. Mà cái chợ như vậy là nó hiếm có ở Sài Gòn lắm em. Cho nên rất là mong ngóng cái chợ như vậy. Chị mua tùm lum hết trơn á, nước mắm rồi măng rồi chôm chôm rồi chuối, rồi chị mua tới đâu chị ký gửi tới đó, một lát nữa chị mới đi tính tiền hàng loạt. Đây chuẩn bị tùm lum hết, túi rồi hũ rồi chai gì đó, nếu mà chị mua thì chị đem đi, còn nếu không mua mua dư thì chị tặng lại cho mấy bạn mấy cái chai không. Bây giờ chị rất là ủng hộ cái chương trình như vậy, chị rất là thích làm hạn chế túi ni lông và keo hũ á, dùng lại, tái sử dụng lại để đỡ ô nhiễm môi trường, mà chị rất là cảm kích cái chương trình như vậy. Chị cho chị thêm ni lông chị cũng thích nữa. Nhưng mà chị lại thích những cái phiên chợ mà bắt buộc người ta mang đồ tới như vậy để tăng sự ý thức cho người ta, đồng thời là ý thức bảo vệ môi trường á em. Một con chim én làm nên mùa xuân, mà mình cứ thầm lặng làm đúng cái nhiệm vụ mình trước đi, từng người làm đúng đi thì nó sẽ lan tỏa ra. Thấy nó cũng rất là ấm áp tình quê ha, gặp mọi người thân quen để nói chuyện. Nó là nơi để mình gặp gỡ những người bạn, những người làm nông thuần tự nhiên đó, và để mình tìm kiếm những nơi mà cung cấp thực phẩm sạch để cho gia đình. Ngoài các mặt hàng nông sản, phiên chợ mùa thu còn có bán các sản phẩm như dược liệu, thực phẩm khô, các đặc sản vùng miền. Phiên chợ được tổ chức từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều trong 2 ngày, ngày 21 và ngày 22 tháng 9. Để thuận tiện cho việc mua bán, khách đến mua hàng nên chuẩn bị sẵn túi để đựng hàng hóa.